Một nữ diễn viên ngắn Trương Quỳnh Anh, làm giết ai cũng mê, đẩy tiếp em ơi. Thông tin Trương Quỳnh Anh tham gia bước nhảy hoàn vũ New đang được nhiều người quan tâm. Thông tin Trương Quỳnh Anh trở thành người chơi của bước nhảy hoàn vũ New đang được nhiều khán giả quan tâm và lúc giả chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, diễn viên Thanh Trúc vừa chia sẻ thông tin người em thân thiết tham gia show truyền hình về dancer pot kèm lời khen ngợi. Có nhỏ em không biết luyện võ công gì mà càng ngày càng trẻ đẹp, dù giờ còn múa may quay cuồng nữa chứ. Làm giết rồi ai cũng mê em hết nhen, Quỳnh Anh ơi. Dì trừ tiền lên em ơi rồi để tiếp em ơi. Ủng hộ em tham gia chương trình đạt giải xuất sắc nha. Phản hồi lại lời khen của Thanh Trúc, Trương Quỳnh Anh đã gửi lời cảm ơn, đúng là chị mình, nên khen quá trời, thì kể chị. Ngoài Thanh Trúc, hiện nhiều nghệ sĩ và khán giả đang tích cực ủng hộ Trương Quỳnh Anh ở hành trình mới tại bước nhảy hoàn vũ New. Diễn viên Sam vốn chơi thân với Trương Quỳnh Anh và ngưỡng mộ tài năng nhảy của nữ ca sĩ nên lần này vô cùng hào hức đón chờ, chị tôi đợt này quậy đục nước cho coi. Bình thường trong nhóm chị nổi tiếng nhảy dẻo rồi, giờ tham gia chương trình không biết chị còn nhảy cỡ nào nữa đây, tôi nôn coi cổ ngô quá. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Quỳnh Anh là một nữ nghệ sĩ đa tài vì không chỉ ca hát mà còn tham gia đóng nhiều phim. Tham gia bước nhảy hoàn vũ New được cho là lần chơi lớn của nữ ca sĩ khi bước ra khỏi vùng an toàn. Sẵn sàng đương đầu nhiều thử thách để mang đến những tiết mục mãn nhãn cũng như khai phá thế mạnh mới của bản thân. Sau nhiều năm tập trung chăm sóc con, hiện tại Trương Quỳnh Anh dần hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Ngoài ra, cô cũng dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tụ họp với những bạn bè thân thiết. Trương Quỳnh Anh được nhiều bạn bè giới thiệu, mai mối sau khi ly hôn nhưng hiện vẫn chưa tìm được người phù hợp để tiến tới mối quan hệ dài lâu, nghiêm túc. Tôi đã mở lòng rồi nhưng chưa có ai vừa lòng mình. Trước đó, tôi sống rất khép kín. Ai gặp tôi ở ngoài sẽ thấy tôi đối xử với họ chỉ ở mức xã giao. Tôi thừa nhận mình có đi chơi vài lần với một số đối tượng nhưng không thích. Có người đồng nghiệp cũng thích tôi 7 đến 8 năm nhưng mình không thể rung động được. Cảm xúc trong mình rất mạnh lắm. Nếu cảm thấy không bắt sóng được nhau, tôi sẽ dừng lại ngay, mẹ một con từng chia sẻ.